Đây không phải là những lời thật lòng của anh. Em không tin. Có phải anh lo lắng lão gia sẽ chú ý đến em, cho nên muốn dùng danh khả để làm bia đỡ đạn thay em? Dạ, em không cần. Chỉ cần được ở bên anh, em sẽ không sợ gì hết. Tôi đã nói vô cùng rõ ràng rồi, tốt nhất cô hãy thu hồi tâm tư của mình lại đi. Nếu không, tôi không ngại lập tức đưa cô về Đông Phương Quốc tế đâu. Không, em không về. Em, là do em suy nghĩ lung tung. Xin lỗi, sau này em sẽ không thế nữa. Chị Phi Phàm, chúng ta ra ngoài đi dạo chút đi. Đợi bọn họ nói chuyện xong, chúng ta lại quay lại chăm sóc anh cả. Vậy tôi cũng đi ra ngoài lanh quanh, hai người cần nói chuyện bao lâu nữa? Không náo loạn nữa. Không phải vừa nãy nói tôi và bọn họ hùa vào bắt nạt em sao? Vừa nãy hiểu lầm anh, tôi xin lỗi. Tôi không làm phiền hai người nữa. Tôi đi đây. Em không phải là đối thủ của đại đại. Gặp con bé nhớ phải chạy đi. Đừng dại đối đầu lần nữa. Biết rồi. Ông ấy nói tháng sau anh phải đưa danh khả trở về. Trầm mặc. Có nên nói cho ông ấy biết sự tình? Đã bao năm rồi, anh ấy vẫn không quên được chuyện ấy. Vẫn chưa tới lúc. Chẳng biết Bắc Minh đại đại đã bị Du Phi Phàm tẩy não kiểu gì, mà cô ta chỉ cần rơi vài giọt nước mắt là không cần biết đúng sai đã bảo vệ cô ta. Lẽ nào cũng liên quan tới Du Phi Yên kia sao? Ế? Long tiên sinh, sao cô không ở trong phòng nghỉ vậy? Đã khỏe hơn chưa? Hôm nay không cần truyền nước nữa à? Tôi không sao rồi, tôi vừa mới đi ăn về. Tôi vẫn chưa kịp cảm ơn anh hôm đó đã giúp tôi. Không cần khách sáo. Long tiên sinh, có thật là anh sẽ tiếp quản điện ảnh Đông Ngu không? Sao? Cô có hứng thú muốn gia nhập Đông Ngu của chúng tôi sao? Không sợ tôi lừa cô nữa à? Căng thẳng. Xin lỗi, vừa bước chân vào xã hội nên lúc nào cũng sợ bị lừa gạt. Cô có số điện thoại của tôi rồi, lúc nào rảnh thì liên lạc với tôi. Thực ra là thế này. Nếu Long tiên sinh có công việc gì về biên kịch, tôi có thể lập tức bắt tay vào làm ngay. Không giấu gì anh, tôi gần đây thiếu tiền. Hi hi, chỉ cần nhận thêm vài việc, gánh nặng trả nợ sẽ giảm bớt phần nào. Dạ, cháo này em đã hầm mấy tiếng đồng hồ rồi, chắc chắn ngon hơn mấy đồ ăn ở nhà ăn kia. Anh ăn một chén đi. Dừng bước. Dù Phi Phàm đúng là biết diễn, từ giờ mình phải đề phòng cô ta hơn mới được. Đứng ngây người ở đó làm gì? Còn không vào đây. Hết cách. Dù tiểu thư, để tôi làm cho. Ngày ấy không quen người khác phục vụ. Bóp chặt. Đây là cháo mình nấu, cô ta lại muốn cướp đi công lao của mình. Vậy làm phiền cô rồi. Mỉm cười. Cháo này có vẻ khá ngon, bát cũng sạch sẽ. Anh ăn chút đi nhé. Cái tên này không thích ai chạm vào bát đũa của mình. Nhìn dáng vẻ bây giờ, rõ ràng là đang ghét bỏ vì bị Du Phi Phàm chạm vào. Nhưng giờ có còn khách nào khác nữa chứ? Không thích. Thôi được. Miễn cưỡng. Khốn kiếp, cô có ý gì chứ? Chị Phi Phàm sạch sẽ hơn cô nhiều. Cô có tư cách gì mà chê chị ấy bẩn? Kéo lại. Chỉ cần dạ chịu ăn là tốt, đại đại không sao đâu. Nhưng... Đúng rồi, Danh Khả. Đêm hôm đó hai người đàn ông kia nói muốn tìm cô giải tỏa. Bọn chúng không có làm gì cô chứ? Run.
Nếu như bọn họ ức hiếp cô nhất định phải nói ra để Dạ giúp cô báo thù. Đầy ẩn ý. Tôi còn tưởng cô tài giỏi thế nào, chỉ có thế. Chẳng phải chỉ là diễn thôi sao, tôi chơi với cô. Không có, hoảng sợ. Bọn họ không chạm vào tôi, thật đó. Phản ứng của cô ta mãnh liệt như vậy, lẽ nào đám đàn ông đó thực sự đã động tới cô ta? Vui mừng, Dạ, xem ra mấy tên đó anh tuyệt đối không được bỏ qua cho bọn chúng. Danh khả cô ấy, cút. Dám ở trước mặt mình nói sằng bậy. Cô ấy phản ứng thế vì sợ mình tin lời của Du Phi Phạm sao? Dạ. Quay về thu dọn đồ đạc của cô. Tôi không muốn nhìn thấy cô xuất hiện ở đế uyển nữa. Đi thôi, đứng dậy. Có đôi khi, làm người phải lương thiện một chút. Chân mềm. Chị Phi Phạm, lo lắng. Em cũng trở về đạo cho anh, trong vòng một tháng không được phép rời đi. Anh cả thực sự nổi giận rồi, đây là muốn cấm tức mình trên đạo sao? Vâng. Thở phào. Anh. Tôi đã nói, tôi luôn cùng phe với em, sau này không được phép nghi ngờ tôi nữa. Thu xếp công việc của em đi. Giữa tháng sau về Đông Phương Quốc tế với tôi. 3 ngày sau, đường Lan Hoa. Mẹ kế và em gái của cô hiện tại vẫn chưa có tin tức gì. Phía hải quan cũng không có phát hiện họ xuất cảnh. Cô yên tâm. Ngay khi có thông tin, chúng tôi sẽ lập tức thông báo cho cô. Mệt chết mất. Ngủ say. Là ai? Buông tôi ra. Giết cô. Tôi phải giết cô. Đồ đê tiện. Chỉ cần giết cô, mọi thứ sẽ thuộc về tôi. Sẽ đều là của tôi. À, giật mình. Sao lại mơ giấc mơ này thật đáng sợ. Ngó nghiêng. Mất điện rồi. Phải giết cô. Phải giết cô. Phải giết cô. Xoạt xoạt. Rầm. Toàn thân run rẩy. Tút tút. Alo. Bạc Minh Dạ. Hu hu. Em sao vậy? Khóc chuyện gì? Em nhớ anh. Anh cả, anh đi đâu vậy? Em đang ở đâu? Em đang ở nhà. Vừa nãy mơ thấy ác mộng nên tỉnh giấc. Không ngờ đúng lúc này thì lại mất điện. Em hơi sợ. Cô bé ngốc này, đã sợ bóng tối còn một mình chạy về đó làm gì? Tu tu, em về đến nhà để quét dọn. Anh đang ở đâu vậy? Hình như em nghe thấy tiếng động cơ. Trên đảo. Anh xuất viện chưa được mấy ngày đâu. Bật dậy. Sao nào, quan tâm tôi. Có phải biết tôi vừa ra viện liền tới đảo, em càng thương tôi hơn? Anh không thương tiếc sức khỏe của mình như vậy. Đến lúc ốm ra đấy thì đừng có trông chờ em chăm sóc anh. Hứ. Em lại dán lên giọng với tôi. Lá gan này càng ngày càng lớn. Anh. Âm thanh này lẽ nào anh ấy có phải giống như mình nghĩ không? Nhưng mình thực sự quan trọng như vậy trong lòng anh ấy sao? Liệu mong ước đó có quá xa xỉ? Đoán xem, giờ tôi đang nghĩ gì? Đoán đúng, có thưởng. Phần thưởng là gì? Em muốn gì, tôi cũng được luôn. Được thôi, anh cho em anh đi, rồi em đem bán. Tổng đã giám đốc Bắc Minh chắc chắn rất có giá trị. Em nỡ lòng sao? Có gì mà không nỡ. Đợi đã, điện thoại em sắp hết pin rồi. Em đi tìm cục sạc dự phòng. Đừng tìm nữa, ra ngoài mở cửa đi. Rầm. Đi chậm thôi, cẩn thận ngã. Mở, vui mừng. Anh tới rồi, anh thực sự tới rồi, xà vào. Người phụ nữ của tôi nhớ tôi có thể không tới sao?
Được rồi, còn không mau vào nhà, em thích biểu diễn tình cảm ngay ở ngoài cửa sao? Lắc đầu, nhưng em không muốn buông anh ra. Anh bế em vào đi, em không muốn xa cách anh. Đúng là thích dính người. Mau đặt em xuống đi, vết thương của anh vẫn chưa lành. Sao anh không nhắc em chứ, có đau không? Không sao, muộn rồi chúng ta đi ngủ thôi. Đặt xuống. Chủ động vậy, xem ra em đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Em không có ý đó, không biết sao. Tối nay em thấy vô cùng nhớ anh. Bây giờ chỉ muốn được anh ôm thôi. Không cần làm gì cả, chỉ cần ở cạnh anh ấy, liền cảm thấy vô cùng yên tâm. Anh vừa ra viện đã lên đảo, có phải xảy ra chuyện gì không? Dạo gần đây có kẻ luôn nhắm tới đảo. Vụ phóng hỏa lần trước chính là vì gây nên hỗn loạn, rồi thừa cơ lấy danh sách những người trên đảo. Cái gì? Vậy chúng lấy được không? À, nếu lần này chúng lại ra tay, chứng tỏ lần trước là không lấy thành công. Vậy sao anh lại vội vàng trở về đó? Hệ thống phòng thủ do Liên Thành tạo đương nhiên là không có vấn đề gì. Em đã từng nghe đến kế phản công chưa? Thế nào là kế phản công? Khiến cho đối phương lầm tưởng đã thành công xâm nhập được hệ thống, nhưng tạm thời vẫn gặp ít chướng ngại, không tiến vào được, đành nuối tiếc rời đi. Như vậy, sẽ khiến cho chúng tiếp tục nghĩ cách tấn công, còn các anh sẽ có thời gian tóm gọn được chúng. Thông minh, thưởng cho em một cái hôn. Nếu kẻ địch dùng cô ấy thực hiện mỹ nhân kế với mình, có lẽ mình sẽ thực sự cam tâm tình nguyện mắc bẫy. Ngày hôm sau, tại sao tối qua anh ấy lại điên cuồng vậy? Thích ngắm tôi vậy sao? Đợi tối nay trở về đế uyển, tôi sẽ cho em ngắm thỏa thích. Ai thèm nhìn anh chứ? Anh đưa em tới bệnh viện làm gì? Hôm qua em đã tới thăm ba rồi, giờ vẫn đang ở phòng hồi sức cấp cứu, vào đó cũng không được vào thăm ba. Có chuyện này tôi muốn thương lượng với em. Thành Hoa Đế Tư ở Đông Phương Quốc tế có bệnh viện đế tư lớn nhất thế giới. Bác sĩ và vật tư y tế ở đó đều đứng đầu thế giới. Chỉ cần em đồng ý, tôi sẽ lập tức thu xếp đưa ba em và bà em qua đó. Nhưng viện phí của bệnh viện đế tư rất đắt, em không có. Tôi sẽ trả mọi chi phí, coi như là thù lao cho em vì em đã về Đông Phương Quốc tế cùng tôi. Thế nào, chỉ đơn giản như vậy thôi, không cần điều kiện gì nữa. Điều kiện thêm sao, sau này em hãy tiếp tục chủ động hơn. Đẩy. Em biết rồi, em đồng ý với anh. Cái người này đúng là không nghiêm túc nổi. Vài phút. Phải làm sao đây, hình như mình càng ngày càng phụ thuộc vào anh ấy rồi. Nếu cứ như vậy, tới khi phải rời xa, liệu mình có thể tự giải quyết những rắc rối không? Cốc, a. À. Đứng ngây ra làm gì đấy? Mau chóng đuổi theo. Không, không phải ý anh ta làm kêu mình đuổi theo mô tô chứ. Tên điên này. Rầm rầm. Tôi thực sự không chạy nổi nữa. Hộc hộc. Thật chậm chạp quá đi. Đi vòng quanh sân, tập hai vòng rồi quay lại đây. Lườm. Đứng đây oán hận anh ta cũng vô dụng, không bằng sớm hoàn thành nhiệm vụ cho xong. Hứ. Ế, ồn ào, ồn ào. Sao lại náo nhiệt như vậy? Đội trưởng Liên Thành, cố lên. Đội trưởng Quyết Thắng, nhỏ giọng. Chú Hắc Tinh Tinh kia, cố lên, đánh bại tên ma quỷ đó đi. Chột dạ. Hãy coi tôi như kẻ địch. Tôi sống thì anh chết, anh sống thì tôi chết. Đội trưởng, nếu tôi không đánh bại anh cũng đừng đánh chết tôi nhé. Tôi vẫn còn trẻ, vẫn chưa muốn chết. Bất ngờ. Tránh. Lực đòn không tệ, nhưng tốc độ ra chân còn chậm lắm.
ngã, rầm. Đội trưởng đẹp trai quá. Đội trưởng thật ngầu. 0314 lên đây. Đội trưởng, kích động. Sao mình lại có cảm giác sắp có chuyện, không được, mau chạy thôi. Danh Khả, cô lên đây. Sững lại. Lên đây, chúng ta đấu. Đây là Danh Khả, thành viên mới của chúng ta, số hiệu 0000. Số hiệu 0000, vậy chẳng phải cô ta còn lợi hại hơn cả 0001 sao? Nhưng trông cô ta có vẻ hơi kém cỏi. Không phải cô ta là người phụ nữ của ngài Bắc Minh sao? Tại sao đội trưởng cũng đối xử với cô ta rất khác biệt vậy? Cô nhớ chú tâm vào, đừng để mình bị thương. Tối nay tôi còn chờ cô, dịu dàng. Yên tâm, tôi nhất định sẽ đấu với cô ta một cách vô cùng nghiêm túc, sát khí. Tên khốn Bắc Minh Liên Thành, anh ta cố ý hại mình mà. Thì cô hiểu lầm rồi. Thực ra tôi và đội trưởng Liên Thành, hay da. À, chắc cũng sắp xong rồi. Khó nhọc. Các thế đòn cô ta đã nắm tốt, tuy nhiên thể lực quá tệ. Vật ngã. Rầm. 0314, cô hãy tự luyện tập đi. Vâng, thưa đội trưởng, kiệt sức. Anh đưa tôi đến đây làm gì? Dự cảm không lành. Cô thông minh như vậy, chẳng phải đã đoán ra được rồi sao? Không thể nào, hiện tại tôi không còn chút sức lực nào. Để leo, tôi vẫn chưa muốn chết đâu. Tôi chưa có nói cô phải leo bây giờ. Đứng dậy đi đi. Đi làm quen với địa hình trước cùng tôi. Nắm chặt. Thật muốn đánh anh ta một trận. Vì 1.000.000 tệ, mình nhịn. Bộp. Đầu chiều. Chỗ này phải thật cẩn thận. Chẳng may mà dây thừng đứt sẽ chết rất thảm nha. Đèn đuổi hơn là thân thể còn bị ghim vào các mỏm đá sắc. He he. Tên biến thái Bắc Minh Liên Thành này rõ ràng là cố ý dọa mình mà. Nhưng mà hu hu, đáng sợ thật đấy. Lách cách. Anh, cô có biết điều kiện để tôi đồng ý với anh cả huấn luyện cô là gì không? Là gì? Nếu như cô không nghe lời, tôi sẽ tùy ý xử lý cô. Anh nằm mơ, đẩy mạnh. Ha. Giờ thì hãy trèo lên đi. Bắt lấy. Nhanh chóng. Cho cô thời gian 2 phút. 2 phút sau tôi sẽ đuổi theo cô. Nếu như để tôi đuổi kịp, sẽ phải bị chịu hình phạt tụt quần. Đội trưởng, đừng bắt nạt con gái chứ. Hứ. Cô ta lê lết chậm chạp 1 mét. Leo chậm như vậy, cô ta cố tình đúng không? Cô leo nhanh lên, bước lớn, bốp. Lên cho tôi. A, sắc lang thối tha, đừng động vào tôi. Ngã xuống. Á. Cô ta mới leo được 1 mét, chẳng hiểu mặt mũi đâu mà còn bắt chước người ta ngã xuống, đỡ. Đừng làm biếng, tiếp tục, đẩy. Đụng đau, anh không thể nhẹ tay một chút sao? A, bốp, đừng nhiều lời, mau lên. Đang leo đây rồi, thật lộn ruột. Tên khốn kiếp biến thái sắc lang. Thở dốc. Cuối cùng cũng leo tới nơi rồi. Mình còn tưởng mình sẽ chết giữa đường cơ. Leo ngọn núi này nhiều nhất chỉ mất có nửa tiếng.
Vậy mà cô ta lại leo hết 3 tiếng, hừ, ghét bỏ. Mau đứng dậy, mọi người đều về hết rồi, cô muốn qua đêm một mình ở đây luôn sao? Dục cái gì? Tôi đang chuẩn bị đi đây. Xì. Ui. Lại làm sao vậy? Toàn thân tôi giờ đều là vết thương, tôi thực sự không đi nổi nữa. Bị thương chỗ nào? Đừng giả vờ yếu đuối trước mặt tôi không phải anh cả, chiêu này vô dụng với tôi. Vết bầm tím lớn. Thực sự bị thương rồi sao? Sao lại thành ra như vậy? Còn có chỗ nào khác bị thương không? Còn, nhưng không tiện để cho anh xem. Tại sao bị thương mà không nói cho tôi? Tôi đã nói nhiều lần rồi, tôi đau. Ai mà biết được có phải là cô đang làm nũng không? Làm nũng cái con khỉ nhà anh. Phần ngực thì bị anh đẩy đập vào đá, còn cái mông thì bị anh đánh. Tôi bị thương hay không, trong lòng anh tự biết. Khổ, tự vấn. Lên đây. Cúi. Bước nhanh. Đội trưởng Liên Thanh, anh chậm chút, đau. Đè lên. Im miệng. Có phải do mình đã lâu không chạm vào phụ nữ, cô ta mới chỉ rên rỉ kêu than vài tiếng, vậy mà mình đã... Đến rồi, xuống đi. Đặt xuống. Đợi đã, tôi... Chân nhũn, ngã xuống. A. Sao cô lại phiền phức như vậy? Kéo. Tĩnh lặng. Sao anh ta tiêu rồi? A. Đẩy mạnh. Cô ở trên lưng tôi cứ ngọ nguậy, tôi có phản ứng là điều rất tự nhiên, la hét cái gì? Còn kêu nữa, có tin tôi thực sự làm cô ở đây không? Anh đừng tới đây, hoảng sợ. Nhặt, tránh ra, ném. Bốp, cô muốn giết tôi. Xào xạc, xào xạc. Tôi... Chỉ cần mình muốn ngăn cản anh ta tiến tới, mình tưởng anh ta sẽ tránh đi. Cô ấy phản ứng kịch liệt như vậy, thực sự cho rằng mình muốn cô ấy. Hừ. Cảnh sát. Yên tâm, tôi không có hứng thú với cô. Nếu bộ đổi thành một người phụ nữ khác lấy ngực cọ đi cọ lại vào người tôi cũng sẽ phản ứng như vậy, bước qua. Ai lấy ngực cọ vào người anh chứ? Trong tình huống ấy, tôi làm sao hạn chế được việc thân thể tiếp xúc? Thế cô có đi về không? Bà nội của tôi ơi, tôi cũng chưa thực sự làm gì cô. Bây giờ đến sinh lý của người khác cô cũng muốn quản à? Giờ mới thấm thía, thế nào là cả người không chỗ nào lành lặn? Anh trở về từ lúc nào vậy? Vừa về, lại đây, nói tôi nghe hôm nay em đã luyện tập những gì, học được gì rồi? Học được gì? Đánh người có được tính không? Trầm mặc. Kéo, sao mới một hai ngày không gặp, liền làm bộ không quen tôi. Đợi đã. Đau đau đau. Em bị thương sao? Bị thương chỗ nào? Mau cởi quần áo ra để tôi xem. Là do tên khốn kiếp nào làm? Em trai anh đó, tố cáo. Bắc Minh Liên Thành khốn kiếp. Anh ta bắt em phải leo vách đá cùng mọi người, còn chê em chậm rồi đánh em. Đến ba còn chưa đánh mình bao giờ. Ấm ức. Đây là cách thức huấn luyện của Liên Thành, tôi không có quyền tham dự vào. Em cố gắng chút, cậu ấy không phải cố ý gây khó dễ cho em đâu. Tôi đã giao ước với Liên Thành, chỉ cần cậu ấy đích thân huấn luyện em thì tôi không được can thiệp vào quá trình đó. Liên Thành không phải là người giống như em, nghĩ đâu, sau này em sẽ hiểu. Anh tin tưởng anh ta như vậy sao? Sợ gì chứ, cậu ta ghét phụ nữ, căn bản sẽ không động tới em.
Thật sao? Nhưng rõ ràng hôm nay Bắc Minh Liên Thành đã nổi ý với mình. Cho dù mình nói ra chuyện này, anh ấy sẽ chỉ nghĩ rằng mình cố ý câu dẫn anh ta. Ế, Đông Ly. Đông Ly, cậu cũng ở đây sao? Bỏ chạy. Sao càng gọi thì cậu ta càng chạy xa vậy? Cậu ta gặp quỷ rồi sao? Nghe nói hôm nay mọi người bắt được rất nhiều hải sản, tôi đi xem thử. Đông Ly, cứng đờ. Điều rồi, cuối cùng vẫn bị bắt gặp. Tiểu thư Khả Khả, thật trùng hợp, cô tìm tôi có việc gì sao? Cười gượng. Chuyện là tôi muốn nhờ anh giúp một chuyện. Thời gian vừa qua, ba tôi không may gặp chuyện vào tối hôm đó, mẹ kế và em gái tôi cũng mất tích. Bên phòng giám sát nói, ngày hôm đó hệ thống bị lỗi, toàn bộ băng ghi hình đều mất. Nhưng tôi không tin trên đời này lại có chuyện trùng hợp như thế. Tôi muốn nhờ anh giới thiệu giúp tôi một người có quyền trong cục cảnh sát gây áp lực cho phía quản lý chung cư để họ giao ra băng ghi hình. Còn có cả bên phía cảnh sát nữa, nếu như không có ai điều tra, tôi sợ thời gian càng lâu càng khó có thể tìm được chứng cứ. Có thể tìm cách hủy hết băng ghi hình từ camera tối nay của tòa nhà được không? Chúng tôi xảy ra chút chuyện. Tối đó, mình là người đón bọn họ. Lúc đó hai người phụ nữ mưu mô độc ác đó đã giấu giếm nên không kịp cứu người. Có phải cô suy nghĩ nhiều rồi không? Lẽ nào phòng giám sát lại cố ý che giấu chân tướng sự thật? Nhưng sự việc đã tới nước này, cô ấy muốn điều tra sự thật. Ngài, thưa ngài, tôi trùng hợp gặp Khả Khả tiểu thư. Cô ấy muốn nhờ tôi giới thiệu một người có quyền ở cục cảnh sát. Em muốn làm gì? Ai, mình vốn dĩ không muốn việc này quấn lấy anh ấy. Em nghi ngờ có người làm hại ba em bị thương. Chuyện camera giám sát bị hỏng thực sự quá trùng hợp. Em muốn nhờ người giúp em điều tra lại chuyện này một lần nữa. Chuyện ba em ngã cầu thang đã được xác nhận là sự cố. Sao phải làm thế này nữa? Hôm đó hệ thống giám sát bị lỗi, thang máy lại bảo trì. Ông ấy đi thang bộ giữa đêm tối không cẩn thận nên mới bị ngã xuống. Ba em không phải trẻ con, sao có thể dễ dàng ngã xuống được? Khả Khả tiểu thư, chuyện giới thiệu người vẫn nên chờ ngài Bắc Minh đồng ý đã. Hai người bàn bạc đi nhé, có gì thì báo lại cho tôi đi trước đây. Hôm nay, sao Đông Ly lại phản ứng kỳ kỳ vậy? Em thả đi tìm người khác giúp đỡ chứ không chịu tìm tôi. Chỉ là em không muốn gây phiền phức cho anh, hơn nữa em cũng không phải nhờ cậu ta giúp đỡ không công. Vậy em muốn báo đáp cậu ta thứ gì? Cậu ta không thiếu tiền, em còn có thể cho cậu ta thứ gì? Anh ấy có ý kiếm chuyện sao? Anh yên tâm, trong thời gian giao ước, em tuyệt đối sẽ không lấy thân thể mình ra để làm chuyện gì. Tức giận. Em cho rằng cơ thể em đáng giá bao nhiêu chứ? Mộng tưởng quá rồi đấy. Tên đàn ông chó này không nói được câu nào tử tế hết. Hừ, nếu đã không nhờ được, vậy mình chỉ đành đi tìm người khác giúp thôi. Cũng may là ngài ấy xuất hiện chuyển hướng chuyện ấy đi. Hai, biết làm sao đây? Chuyên tâm. Đã lâu không nhìn thấy anh ấy rồi, dường như anh ấy vẫn như trước, không chút bận tâm đến những người xung quanh. Đã bao năm trôi qua, rốt cuộc tới khi nào anh ấy mới quay đầu nhìn mình? A Kiều, hóa ra cô thích đội trưởng Liên Thành. Không ngờ. Bị dọa. Cô nói linh tinh gì đấy? Tôi không thích đội trưởng. Cô đừng nói linh tinh, đội trưởng không vui đâu. Sao cô ấy lại có phản ứng như vậy với tính cách của cô ấy? Cho dù cô ấy thực sự không thích cũng sẽ cố gắng tận lực giải thích như vậy. Khả Khả, cô thực sự hiểu lầm rồi. Cô không được nói linh tinh trước mặt người khác đâu đấy. Sao cô lại lo lắng thế? Lẽ nào giữa hai người đó có chuyện gì đó sao? Nắm chặt. Giữa chúng tôi không có chuyện gì cả. Anh ấy là cấp trên, tôi chỉ là cấp dưới. Chỉ như vậy thôi. Đội trưởng Liên Thành không hề thích phụ nữ. Nếu như biết có người thích anh ấy nhất định sẽ tránh xa.
Cô đừng hại những ngày tháng sau này của tôi ở đây không được thoải mái. A Kiều không dám thừa nhận là mình thích vì sợ Bắc Minh Liên Thành sẽ chán ghét. Cô yên tâm, tôi sẽ không nói gì, tôi chỉ muốn đùa với cô thôi. Một người mạnh mẽ như A Kiều, vậy mà khi vướng vào tình cảm lại trở thành như vậy. Vậy còn anh ấy? Tối nay nhìn anh ấy không được vui cho lắm. Vì sao vậy? Thân mật. Sáng nay, đội trưởng Liên Thành còn vén tóc cho 0000, mới chớp mắt phát, cô ta đã ở cùng ngài Bắc Minh rồi. Mối quan hệ giữa ba người này thật phức tạp. Khả khả, trầm mặc. Đang nghĩ gì vậy? Hả? Chuột. Úi chà. Cái tên này sao hôm nay lại tự dưng? Khả khả. Mượn cô gái của ngài một lúc nhé. Hi hi. A Kiều, đợi. Nhảy sạp. Tôi chưa nhảy bao giờ. Không sao, cô nhảy cùng tôi. Rập rập. Rập, bộp. Kẹt lại. A Kiều, đội của cô thua rồi. Mau mau mau, phạt rượu. Tôi thực sự không biết uống. Không sao, dám chơi dám chịu. 100% nha. A Kiều, lợi hại quá. Ực ực, uống đi, uống đi. Không phải chứ. Chơi sung dữ, lo lắng. Cứu em với. Được, cậu xin tôi đi. Xin anh đấy, cô gái này. Tôi uống thay cô ấy. Đẹp trai quá. Keng. Động lòng. Đẹp trai sao? Đẹp, lâng lâng. Bế lên. Khụ khụ, ngài ấy đúng là men lì quá đi. Uống tiếp đi, người ta đi động phòng rồi, chúng ta chơi tiếp thôi. Vuốt ve. Cởi. Đã đến lúc rồi. Quay đầu. Gạch. Thế nào rồi? Tín hiệu rất rõ, đám người đó vẫn ở trên đảo. Từ các tín hiệu thu được, có lẽ bọn chúng đang tập trung nhân lực để thâm nhập vào hệ thống trên đảo. Buổi đốt lửa trại tối nay đã làm giảm sự đề phòng của chúng. Bây giờ thì thu lưới thôi. Đại ca, chúng ta rõ ràng đã xâm nhập được vào hệ thống trên đảo, nhưng lại không có cách nào nắm được dữ liệu trọng yếu, phải làm sao đây? Tôi thấy có gì đó sai sai, nhìn ngó bốn phương. E là tôi phải liên lạc thử với thiếu gia. Thiếu gia, vừa nãy chúng tôi đột nhiên phát hiện ra một luồng tín hiệu, để bám theo tín hiệu đó chúng tôi đã di chuyển từ chỗ ẩn nấp cũ tới cạnh bờ biển. Nhưng tới đây, rồi lại phát hiện hệ thống vừa bị giải đã lại khóa lại rồi. Bắc Minh Liên Thành đang ở trên đảo. Cái gì? Chúng ta trúng kế rồi, mau chạy thôi. Đoàn. Là Bắc Minh dạ. Mau chạy trước đi, chúng tôi ở lại ngăn Bắc Minh dạ. Hay da. Đám người này giao cho các chú. Né. Bốp. Đuổi theo kẻ vừa gọi điện thoại kia, có lẽ có thể tìm được danh tính kẻ đứng sau thông qua chiếc điện thoại. Mau nghĩ cách hủy hết tài liệu trong máy tính đi. Xóa thành công, hủy bỏ. Rút ra. Đi chết đi. Bằng. Bùm. Bác Minh Dạ biến mất rồi. Bác Minh Dạ, mày mau ra đây,
Chẳng phải mày lợi hại lắm sao? Sao giờ lại như con rùa rụt cổ vậy? Rớt, ha ha. Băng, mày có biết trong cánh rừng này có rắn độc, dã thú không? Nói cho tao biết, kẻ nào ra lệnh cho mày, tao sẽ tha mạng cho mày. Không. Nghe nói ở đây vẫn có rất nhiều khu vực chưa được khai phá xây dựng, lẽ nào thực sự có dã thú? À hú. À, ngoàm, mày muốn bị chúng xé xác ăn thịt? À. Hay là khai ra kẻ đứng đằng sau mày? Bắc Minh Dạ đi đâu rồi? Anh ấy luôn như vậy, lúc gọi thì mình phải đến, đuổi thì mình phải đi, hoàn toàn không quan tâm tới cảm xúc của mình. Người đàn ông như vậy, đáng để mình yêu không? Nhưng, vù vù. Trải qua nhiều chuyện như vậy, muốn không yêu anh ấy thực sự quá khó. Không muốn quay về, không muốn gặp anh ấy, cũng không muốn một mình cô đơn trong phòng. Dù sao, trời cũng sắp sáng rồi, chi bằng lên núi chờ ngắm mặt trời mọc luôn. Bịch bịch. Và soạt. Ai đó? Đứng im. Đứng im đó.